Kết thúc chuỗi ngày ăn no, ngủ kỹ, vui chơi thả ga, giờ chính là lúc thích hợp nhất để dân tình rủ nhau tổng kết Tết. Khi bánh mứt trong nhà đã vơi, khách đến chơi cũng thưa thớt dần, bánh chưng bánh Tết cũng đã chén hết hơn phân nửa, người ta bắt đầu nhận ra, Tết sắp hết rồi, sau cùng, ai cũng phải trở lại với bài vở, công việc, mới deadline chồng chất và ti tỉ mối lo khác nữa. Nhớ ngày nào còn tất bật dọn dẹp nhà cửa, gác lại mọi thứ để đón Tết xong vèo một cái, hơn chục ngày nghỉ quý giá đã hết veo. Tranh thủ lúc chưa phải đi học, đi làm, dân tình bắt đầu rủ nhau làm tổng kết Tết. Tuy mỗi người một cảm nhận khác nhau nhưng chỉ với vài từ ngắn gọn, ai cũng mô tả cái Tết vừa qua của mình theo cách hài hước và thực tế nhất. Ăn, ăn và ăn, bảo sao hết Tết không dám đối mặt với con số trên bàn cân là phải rồi, Tết năm sau phải về quê ăn Tết mới được, thế này bảo sao không thích Tết cơ chứ, thấy lì xì là thấy Tết đúng không cả nhà, đúng là cả mùa Tết thu bé lại vừa bằng những giấc ngủ ngon lành, Tết ơi có thể đừng hết được không, lẽ nào phải kết thúc chuỗi ngày ăn chơi thả ga này sao, đúng là chưa quen chút nào mà cả mùa Tết làm bạn với đống chén bát đến hao gầy, cứ mở mắt ra là auto thấy bánh chưng, bánh Tết rán. Ai cũng ngán ngẩm với số cân nặng tăng vùn vụt bởi bánh chưng, giò chả mình đã nạp vào nguyên mùa Tết.